xin chào tất cả các bạn. Sau một tuần trải nghiệm con C20 Pro thì hôm nay mình sẽ review cái một tuần trải nghiệm của mình về cái dòng xe này. Ngày nào mình cũng đi làm trên chiếc xe C20 Pro, và một tuần qua thì mình hầu như là 90% phương tiện đi làm của mình là C20 Pro và không đi xe máy và cũng không đi ô tô. Thì mình sẽ hôm nay sẽ review cái dòng xe này đi trong nội thành Hà Nội và một cách là khách quan nhất. Thì cái cảm nhận đầu tiên của mình về dòng xe này là pin rất khỏe. Mình đi được gọi là 3 ngày đầu tiên mình sạc đầy ấy, thì đi tốn được tầm 2 vạch pin. Thì đồng nghĩa với việc là dòng xe này đúng là thông số nhà sản xuất đưa ra là 150 km trên một lần sạc, thì là mình thấy là khá ok. Bởi vì là mình không test chính xác là 150 km trên một lần sạc như thế là có chuẩn không, bởi vì mình đi trong Hà Nội là dừng đèn đỏ và tắc đường, cho nên là không đánh giá khách quan được. Nhưng mà đi 3 ngày đi làm, tất nhiên quãng đường của mình đi làm cũng gần thôi, nhưng mà mình thấy là mất 2 vạch pin thì mình thấy khá là khỏe, đúng không ạ? Cái cảm nhận thứ hai của mình dòng xe này là đi khá là thanh thoát ở trong nội thành Hà Nội, tức là cái dòng xe nó không phải là quá to. Cái bánh của nó là 20 inch và cái kích thước lốp của nó là 3.0, tức là 3 inch ấy. Đấy thì mình thấy là đi trong nội thành Hà Nội và với chiều cao của mình như này và cân nặng của mình tầm 70 kg như này, và mình đi trên chiếc xe này mình thấy cảm thấy là gần như là rất là thanh thoát. Bởi vì động cơ con này là 500W, thì dừng đèn đỏ cái là các bạn hoàn toàn có thể là không cần đạp, các bạn vặn luôn là đi, thì mình thấy là khá là tiện, đúng không ạ? Còn cái tốc độ của con này là 35 km/h, thì mình cảm nhận đúng là 35 km/h là với cân nặng và quãng đường mình đi như thế thì mình thấy là tốc độ như thế là quá ổn. Nếu mà ai mà mua cho các bạn học sinh cấp 2, cấp 3, các bạn đề nghị ở bên mình có thể không ăn lóc lên 35 km/h mà để tầm khoảng 25 đến 30 thì nó sẽ an toàn hơn. Bởi vì 35 km/h thì mình thấy là nếu mà đi tốc độ cao quá trong một cái quãng đường như ở Hà Nội thì mình thấy là cũng không cần thiết lắm, tầm 30 đổ về là quá hợp lý, đúng không ạ? Về pin này, về tốc độ này, về động cơ là mình thấy là ok. Và cái dòng xe này thì mình đã lắp thêm, đây, mình lắp thêm cái gác bara và cái đệm yên để mình chở em bé, vì nhà mình có em bé 4 tuổi nên là mình chở em bé đi học mỗi buổi sáng, và buổi chiều thì mình đi làm về mình đón con về thì mình cần lắp thêm cái này. Cái dòng này nếu mà nhà nào có em bé tầm khoảng 10 tháng tuổi hay là mình muốn ở phía trước ấy, thì bên mình cũng đang nghiên cứu cái ghế trẻ em ở trước, cho nên là ai mà lắp ghế trẻ em ở trước thì trong thời gian vừa rồi mua hàng bên mình ấy thì chưa có, thì chắc là sắp tới sẽ có cái mẫu dành riêng cho C20 Pro ghế em bé. Còn về cảm nhận của cái dòng xe này mà đi trong cái thời tiết mà mưa với lại như vừa rồi ấy, có mấy ngày ở Hà Nội mưa ấy, thì mình thấy có một điểm yếu của cái này là cái rè chắn bùn này thì bên mình đây mình thay của cái con Z20 của Himo rồi nhá. Còn không thì nó sẽ như này. Thì mình thấy là nó đi nó khá là bắn. Nó bắn vào đây, nó bẩn vào cái này. Tất nhiên nó không bắn lên được trên người đâu, nhưng nó bắn vào đây. Thì mình thấy là cái thiết kế con xe C20 Pro cần cải tiến cái rè này. Và nhiều người mới bảo là sao con xe nhìn đẹp thế mà cái dây tự nhiên lại để nó lòi lòi như này. Thì mình cũng công nhận là cái dây này mình sẽ đề nghị bên hãng là xem có cách nào để đẹp hơn không. Đấy là hai cái điểm yếu mà mình thấy. Và cái điểm yếu nữa, mình review khách quan nhá, cái điểm yếu của cái dòng trợ lực nói chung ấy, thì là nhiều lúc mình đi làm mà muốn chở một cái đồ nào đấy nặng ấy thì không thể như xe máy được, và khá là bất tiện trong vấn đề là ví dụ đi mua cái món đồ nào đấy to tí là chằng ở sau thì ok, còn nếu mà để đưa về được thì nó lại hơi là nặng cồng kềnh đấy. Thì mình chỉ có những cái điểm yếu như vậy thôi. Còn cái dòng xe này phù hợp với các bạn học sinh cấp 3, cấp 2 ok. Anh em đi làm bán kính tầm khoảng 3 đến 5 km là mình thấy là cũng khá là hợp lý thôi. Kể cả 10 km cũng chơi được. Bởi vì là mình thấy là không có một cái vấn đề gì trong cái con xe C20 Pro này về điểm yếu về kỹ thuật cả. Đấy, phuộc nhún của nó khá là êm ái. Đây, cái phuộc khá là êm. Đấy, khá là êm. Và cái lốp 3.0 này này, cái lốp này nó khá là to hơn so với cái lốp nhỏ kia. Cái lốp mà 2.4 ấy thì đi nó vẫn là êm ái. Mình thì đợt này 7 ngày vừa rồi mình chưa đạp thường nhiều, nhưng mà mình có một hôm thì mình đã tắt điện đi và mình sẽ đi thường, thì mình thấy nó khá là nhẹ nhàng thôi. Vì thực ra đây là một cái xe
như một cái xe đạp thôi. Nó chỉ nặng hơn cái quả pin, nó nằm trong khung. Nó nằm trong khung thì nó không ảnh hưởng gì đến cái vấn đề là đạp nặng hay đạp nhẹ cả, đúng không ạ? Cho nên nhiều người mới hỏi là cái xe này mà lúc hết điện mà đi thể dục thì nó có nặng quá không? Vâng, thì mình đã đi thử. Và mình đi thử mấy cây thì mình thấy không hề nặng một tí nào cả. Thật, đấy là cảm nhận của mình. Và các bạn có thể qua bên cửa hàng 109 Trần Duy Hưng để đi thử cái dòng xe này. Như nào nữa nhở? Xe này nó khá là nhẹ, cho nên đi đâu, đi cà phê hay đi uống bia ấy, thì các bạn nên sắm thêm một cái khóa số để bảo vệ cái xe, không mình nhấc lên nó dễ bị mất. Nhưng mà cũng chưa thấy ai mất nhiều cái dòng xe này. Tuy nhiên đấy là mình cảnh báo để anh em có thể cẩn thận hơn. Vâng, và mình tổng hợp lại là về ưu điểm của nó là pin rất là khỏe, sạc đầy pin mà thông số kỹ thuật là 150 km. Và mình cảm nhận là nó khả năng là cũng sẽ gần gần đấy đấy. Còn cái tốc độ là 35 km/h, thậm chí lên được 38 km/h. Và con này là có chức năng này này. Các bạn bấm vào dấu trừ, nhìn nhá, dắt bộ cùng chủ nhân, tức là các bạn ví dụ đang chở em bé ấy, các bạn không cần dùng lực. Đây nhìn này, mình chỉ cần giữ này, nó tự đi nhá. Đấy. Và mình sẽ không hề bị mất lực. Đây là cái chức năng rất là hay của cái con dòng xe Anqui này. Và con xe iMac Pro ấy, mình chưa review được cái chức năng là Cruise Control. Mình không thấy người ta bảo là có Cruise Control. Nhưng mà mình đi ở trên đường ấy, nếu mà quãng đường nó dài ấy, mà mình ga đều tay ấy, thì nó tự động nó đi, chứ mình không cần phải ga nữa, không cần phải đạp. Thì chứng tỏ con này có Cruise Control giống như con EP2 Pro. Nhưng mà mình cũng chưa tìm ra nguyên cách sử dụng cái Cruise Control đấy. Nhưng mình thấy là con này có này, mình đi rồi mà, và cảm nhận là rất ok. Rồi ok, và các bạn bỏ ra một cái số tiền loanh quanh tầm 16 triệu đồng thì mình thấy là khá là hợp lý cho một cái chiếc xe điện mà sạc đầy đi được 150 cây như này, đúng không ạ? Có cái gì để nói nữa không nhỉ? Thực ra con xe này cũng không có gì để bàn nữa, vì là cái yên béo này không cần phải thay nữa. Cái yên này là yên bằng da luôn, thì mình thấy là khá là ok, đúng không ạ? Vâng, các bạn muốn đi thử và xem hàng thì đến 109 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Mua hàng từ xa thì bên mình có ship COD, nhận hàng và thanh toán rất là đơn giản, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn nhé.